Hi, xin chào cả nhà. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ, theo dõi và quay trở lại với kênh. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Hãy bình luận những comment của các bạn ở phần phía dưới nhé. Và sau đây xin mời quý vị cùng tới với video tiếp theo. Tiểu sử nam em. Nam em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam. Em sinh ngày 15 tháng 1 năm 1996 tại Tiền Giang, là một hoa khôi ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người mẫu nổi tiếng Việt Nam. Tuổi thơ của nam em không mấy êm đềm, bố mẹ ly hôn sớm, vừa mới ra đời, nam em đã phải sống với cô, người chị song sinh nam anh, Nguyễn Thị Lệ Nam và người anh trai. Do thiếu thốn tình yêu thương và sự chăm sóc của cha mẹ, từ nhỏ nên dù ước mơ nhưng nam em không có điều kiện để bước chân vào showbiz. May mắn thay, trong một lần biểu diễn ở trường, tài năng của cô đã được trưởng đoàn văn công quân khu 9 phát hiện và từ đây cô có cơ hội trở thành sinh viên khoa thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nam em sở hữu vóc dáng hơn người, nét đẹp dịu dàng trong sáng, cùng phong thái tự tin, cô xuất sắc đạt danh hiệu Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 khi mới 19 tuổi và trở thành người kế nhiệm thứ hai của Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Việt Nam, cũng là Hoa khôi đồng bằng năm 2012. Đến năm 20 tuổi, cô vinh dự đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016 và dừng lại ở top 8. Dù không đạt vị trí cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất, nhưng nam em cũng xuất sắc, ẵm được hàng loạt các giải thưởng như giải bạc trong phần thi tài năng, top 3 trang phục dạ hội, một huy chương vàng tại Hoa hậu Trái đất 2016. Nam em còn chinh phục khán giả bởi giọng ca ngọt ngào trong phút khi thể hiện các ca khúc trong chương trình Tình Bolero. Không chỉ thử sức mình với âm nhạc, nam em còn tham gia diễn xuất trong phim Loto 7, 8, 9, 10. Ít ai biết rằng nam em, nam anh, xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, từng trải qua nhiều biến cố về gia đình và phải mất thời gian dài điều trị trầm cảm. Dù sở hữu nhan sắc được khán giả đánh giá là bản sao, thần tiên tỷ tỷ của Đặng Thu Thảo, cùng nhiều thành tích tốt trong các cuộc thi sắc đẹp, âm nhạc. Tuy nhiên, thời điểm hoa khôi nam em được chú ý nhất trong showbiz Việt là sau những ồn ào tình ái với danh hài Trường Giang. Và tháng 3 2018, nam em chia sẻ trên sóng truyền hình chuyện tình ngắn ngủi 30 ngày của cô và Trường Giang, khi nam danh hài còn đang quen với diễn viên Nhã Phương. Cuối năm 2019, người đẹp tiếp tục vướng vào scandal chen chân vào mối quan hệ của MC Quốc Bảo và vợ chưa cưới Bảo Trân. Một đoạn video clip được chia sẻ, nữ diễn viên bị một cô gái hất ra khỏi thảm đỏ tại sự kiện. Và theo đồn đoán của dân mạng thì hai nhân vật chính không ai khác là nam em và Bảo Trân. Sau đó đích thân vợ chưa cưới của Quốc Bảo đăng bài tố nam em là tiểu tam. Trước ồn ào này, nam em khẳng định đã chấm dứt từ lâu với Quốc Bảo và tuyên bố sẽ bảo Trân nếu cô tiếp tục vô khấm. Câu chuyện tình cảm của cô bắt đầu khi cô quen biết với Lãnh Thanh trong chương trình Hẹn Hò Vô Lăng Tình Yêu. Cả hai không ít lần làm người hâm mộ xuýt xoa trước những màn tình tứ, khoảnh khắc ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau. Cặp đôi liên tục đồng hành cùng nhau trong các sự kiện. Tuy nhiên, mặc cho màn đẩy thuyền từ dân mạng, thì mới đây trên trang cá nhân, Lãnh Thanh đã chia sẻ dừng lại ở mức tình bạn, đồng nghiệp, chứ không phải là tình yêu. Những phát ngôn gây sốc của nam em. Không biết sao cứ có tiền xài không hết. Nhiều người đưa tôi vào phòng và muốn hiếp tôi. Ước gì cuộc đời mình có thể chiếu thành phim. Hễ chạm vào đàn ông là tôi nhập viện. Tôi mà nói chuyện, ai cũng phải nhìn tôi hết. Chắc tại tôi xinh quá. Sau những căng thẳng ồn ào tình cảm có nhiều thông tin đồn đoán, nam em mắc bệnh trầm cảm. Hình ảnh cô tăng cân không kiểm soát được khán giả, không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, tối ngày 22 tháng 6 2019, cô xuất hiện lộng lẫy với kiểu tóc mới trong đêm tranh tài Miss Cuộc 2019 cùng thân hình thon gọn. Đồng thời nam em cũng công bố sẽ ra mắt MV Anh Muốn Quên Em Không, ra mắt vào ngày 5 tháng 7 2019. Tối ngày 12 tháng 8 2022, đêm chung kết Miss Cuộc Việt Nam 2022 tổ chức tại Quy Nhơn, nam em được xướng tên ở các mục giải thưởng phụ, người đẹp 26 tuổi và top 10, thành tích dẫn đầu, bình chọn của khán giả với con số 5.689 điểm và giành giải người đẹp truyền thông và thí sinh được yêu thích nhất. Tuy nhiên, cô đã không thể tiến sâu vào top 5.
Sau cuộc thi, nam em được người hâm mộ và truyền thông dành sự quan tâm. Cô chia sẻ sức khỏe của mình hiện tại rất ổn. Những giọt nước mắt của cô trên sân khấu chẳng vì không giành được vương miện mà do tình yêu quý của khán giả. Trước đó khi nhận giải phụ, nam em đã bật khóc nức nở trên sân khấu. Khi đó MC Nguyên Khang đã có những phản ứng, kịp thời giúp người đẹp bình tĩnh. Những giọt nước mắt này của nam em thay cho lời cảm ơn của khán giả. Cô đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ chiến thắng bản thân mình. Giây phút xúc động trên sân khấu, MC Nguyên Khang giải thích Việt Nam Em trượt top 5 cũng trở thành đề tài bàn luận gây tranh cãi trên mạng xã hội lúc này. Chân dài 9X khẳng định luôn nỗ lực để bản thân không có gì hối tiếc. Nam Em từng chia sẻ đây là đấu trường nhan sắc cuối cùng mà cô được trải nghiệm.